Chúng ta đang học về tình yêu thương trong những tuần qua. Và hôm nay để bắt đầu, tôi xin kể một câu chuyện về một cơ đốc nhân Việt Nam, một người đã hành động yêu thương và đã truyền cảm hứng cho cả thế giới. Và đó là cô bé Napalm. Napalm là tên của một loại bom được sử dụng trong chiến tranh tàn khốc ở Việt Nam. Và cô bé Napalm được biết đến với một bức hình về một cô bé nhỏ không quần áo vừa khóc vừa chạy ra khỏi khu vực ném bom ở tại Tây Ninh vào năm 1972. Cô bé bị bỏng rất nặng nhưng vẫn sống sót sau đó. Cô bé đã lớn lên trong sự căm ghét và thù hận. Cô bé đã nói rằng, sự căm giận bên trong tôi chồng chất như núi. Tôi căm ghét cuộc sống. Tôi thù hận mọi người bình thường bởi vì tôi không bình thường. Nhiều lần tôi thật sự muốn chết. Nhưng vào năm 1996, tức là 24 năm sau ngày tàn khốc đó, ở tại Mỹ trong dịp ngày cựu chiến binh, cô đã đọc diễn văn tại đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Và thông điệp của diễn văn đó là sự tha thứ và yêu thương. Không còn lòng căm giận nữa, nhưng là quyết định tha thứ. Cô đã nói rằng, khi tôi trở thành cơ đốc nhân, tôi có một kết nối vô cùng tuyệt vời. Đó là mối quan hệ giữa tôi với Chúa Giêsu. Và vì vậy tôi đã học cách tha thứ. Bom Napalm thật khủng khiếp, nhưng đức tin, lòng khoan dung và tình yêu thương còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thưa Hội Thánh, tiếp nhận Chúa Giêsu, nhận lấy tình yêu của Ngài đã giúp cho cô bé Napalm đầy căm giận này đã tha thứ và yêu thương. Và đây chính là bí quyết của đời sống cơ đốc nhân. Không chỉ cô bé Napalm đó, mà có thể chúng ta ở đây trong căn phòng này, những người đã trải nghiệm được Chúa Giêsu và mối liên hệ với Ngài, tình yêu của Ngài, đều có thể nói về điều này và đều có thể làm chứng về điều này. Và chúng ta đang nói về tình yêu thương. Và chúng ta đến trong phần Kinh Thánh hôm nay nói về tình yêu thương trọn vẹn. Tình yêu thương mà Chúa muốn chúng ta nhận lãnh trong sự đầy trọn trong cuộc sống của chúng ta. Lần trước thì tôi đã nói với Hội Thánh với chủ đề là tình yêu thương được bày tỏ. Tức là tình yêu thương được bày tỏ, được thể hiện cho chúng ta. Những tình yêu thương đó cần phải được đón nhận, tiếp nhận để trở nên trọn vẹn, để trở nên hiện thực ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã cùng đến với phần Kinh Thánh, mà trong phần Kinh Thánh này có rất nhiều câu Kinh Thánh hay và quan trọng, và nhiều người nhắc đi nhắc lại những câu Kinh Thánh này. Đặc biệt là trong lễ cưới thì người ta cũng dùng những câu Kinh Thánh này, giống như lễ cưới của Long Kiều vừa rồi. Phần Kinh Thánh là trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 17 cho đến câu 21. Và đây là phần Kinh Thánh mà tôi khích lệ Hội Thánh của Chúa nếu được chúng ta học thuộc lòng luôn. Bởi vì có những câu Kinh Thánh rất là đặc biệt và sẽ đem đến sự biến đổi cho chúng ta trong đời sống của mình. Giăng Nhất đoạn 4 câu 17 đến câu 21 ở trong trang 305. Chúng ta sẽ cùng đọc phần Kinh Thánh này chung với nhau. Xin Hội Thánh đồng khởi sự. Bởi điều này, tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta, để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét. Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai ở trong sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu có ai nói, tôi yêu thương Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối. Vì người nào không yêu thương anh em mình thấy, thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: ai yêu thương Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình. Tình yêu thương được trọn vẹn. Và hai điều chúng ta sẽ cùng học với nhau. Điều thứ nhất đó là đáp ứng. Xin lỗi, điều thứ nhất đó là sự đảm bảo. Và điều thứ hai đó là đáp ứng. Tôi xin nhắc lại những điều này cho Hội Thánh Chúa. Có thể chúng ta đã biết rồi, đã được học điều này rất nhiều lần rồi. Nhưng mà xin Thánh Linh của Chúa sẽ khai sáng và dạy dỗ chúng ta. Phần thứ nhất đó là sự đảm bảo của tình yêu thương. Tình yêu thương loại bỏ sự sợ hãi. Câu 17 và câu 18. Câu 17 thì Sứ Đồ Giăng nói rằng bởi điều này. Sứ Đồ Giăng đang đưa ra nguyên tắc để nhận diện, là căn cứ để xác định bởi điều này. Điều này là điều nào? Điều này là điều ông đang sắp nói ở đây. Đó là gì? Tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta, để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét. Tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta.
tình yêu thương được trọn vẹn trong bản Kinh Thánh Hiệu, Kinh Thánh Hiện Đại dịch lần, đó là tình yêu thương ngày càng trở nên phong phú và hoàn toàn. Ý niệm về tình yêu thương ở đây không phải là tình yêu thương này trở nên hoàn hảo, không có bất cứ một khiếm khuyết nào nữa. Và chúng ta không thể có tình yêu thương đó được, phải không thưa Hội Thánh? Chúng ta không thể có một tình yêu thương mà nó không còn bất cứ một khiếm khuyết nào, không còn bất cứ một chỗ nào nữa để cải thiện. Nhưng ở đây Sứ đồ Giăng nói về một khái niệm rằng những cơ đốc nhân là những người có thể biết, có thể sống với tình yêu thương. Khi tình yêu thương đó trở nên chín mùi, tình yêu thương đó trở nên đạt được đến một cái tầm chuẩn mực hay là tầm mức trưởng thành. Và tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta đều sẽ đến tầm mức này mà Sứ đồ Giăng nói, đó là tình yêu thương được trọn vẹn. Đó là khi ta nói rằng, tôi nhận ra rồi, tôi biết rồi, tôi nắm được bí quyết để sống và để yêu thương rồi. Lâu nay tôi đang tìm cách để loay hoay, nỗ lực trong sức riêng của mình. Bây giờ tôi đã nhìn thấy rồi, tôi đang sống yêu thương và tôi biết được bí quyết của tình yêu thương. Tôi sẽ tấn tới trong tình yêu thương. Và tình yêu thương trở thành sự thôi thúc cho tôi mỗi một ngày. Tình yêu thương là hướng đi của cuộc đời tôi. Và ở rằng tất cả chúng ta đều sẽ nói được điều đó trong phần Kinh Thánh quý báu mà chúng ta học hôm nay. Bởi điều này, tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta. Tôi và Hội Thánh của Chúa, chúng ta phải đạt đến tầm mức này. Chúng ta không thể nào cứ chấp nhận mình ở trong chỗ này được, mà chúng ta cần phải hiểu biết, phải kinh nghiệm, phải trải nghiệm được thật sự năng quyền của tình yêu thương để sống trong tình yêu thương đó. Và Sứ đồ Giăng nói rằng, để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét, đó chính là sự đảm bảo mà tình yêu thương trọn vẹn đem lại cho cuộc đời của chúng ta. Là những người sống trong tình yêu thương trọn vẹn thì sẽ được vững tâm trong ngày phán xét. Vững tâm là gì? Vững tâm là dạn dĩ, là không lo sợ, là can đảm đứng trước mặt Chúa. Và Giăng đã đề cập nhiều đến phẩm chất này của cơ đốc nhân, đó là những người theo Chúa sẽ được vững tâm, sẽ được dạn dĩ, sẽ an tâm. Chúng ta không lo sợ, chúng ta không nơm nớp chờ đợi, không biết rằng tôi sẽ như thế nào, tôi sẽ như thế kia. Nhưng mà chúng ta thật sự được vững tâm, an tâm. Ở trong phần Kinh Thánh đoạn 2, câu 28, Sứ đồ Giăng cũng nói về việc là những người nơi Chúa, chúng ta sẽ được vững tâm trong ngày Chúa Giêsu hiện ra. Trong đoạn 3, câu 21 cũng là vững tâm nơi Chúa, an tâm khi đối diện, khi đến trước mặt Ngài. Trong đoạn 5, câu 14, ông nói lặp lại một lần nữa việc những người đến với Chúa cầu nguyện sẽ được vững tâm bởi vì Ngài nghe chúng ta. Thưa Hội Thánh, chúng ta có được sự vững tâm đó không? Chúng ta có được sự an tâm, dạn dĩ và can đảm ở trước mặt Chúa không? Vững tâm rằng ngày kia chúng ta đối diện với Chúa, chúng ta vững tâm nơi Ngài. Nhưng ngày hôm nay trong đời sống của tôi và Hội Thánh, chúng ta có một sự an tâm, dạn dĩ mà Chúa ban cho chúng ta. Và đây là một trong những phẩm chất của cơ đốc nhân. Một người nói rằng, một trong những lý do vì sao nhiều cơ đốc nhân có quá ít sự vững tâm, bởi vì chúng ta dành quá nhiều thời gian và tập chú của mình vào sự an toàn, thoải mái cho mình và gia đình trong thế giới này. Và chúng ta lại bỏ quên đi tình yêu thương. Chúng ta không có thể có được sự vững tâm nếu chúng ta không có được tầm mức trọn vẹn của tình yêu thương. Biết và sống trong tình yêu thương là điều mà Chúa dạy chúng ta. Sứ đồ Giăng nói rằng chúng ta sẽ vững tâm trong ngày phán xét, tức là vững tâm trong ngày Chúa Giêsu hiện ra. Chúa Giêsu sẽ là một quan án để Ngài phân xử tất cả mọi người. Chúng ta phải xác định ở đây, sự phán xét đây không nói về sự phán xét cho những người chưa tin Chúa, những người vô tín, mà là sự phán xét dành cho những người thuộc về Đức Chúa Trời, là những người đã tin Chúa. Chúng ta có biết điều đó không ạ? Côrintô nhì đoạn 5 câu 10, Sứ đồ Phaolô đã nói rằng vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện và hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác. Chúng ta phải xác định một điều là chúng ta không bị đoán phạt, bởi vì không có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta không bị phán xét ở tòa án lớn và trắng mà Kinh Thánh đề cập đến trong sách Khải Huyền. Nhưng mà chúng ta sẽ đối diện với một tòa án phân xử giữa điều thiện và điều ác chúng ta làm trên đất này, mà Chúa Giêsu sẽ phân xử mỗi người trong chúng ta để ban thưởng cho chúng ta tùy việc chúng ta làm. Chúng ta sẽ đối diện với ngày đó. Tất cả chúng ta đều sẽ đối diện với ngày mà chúng ta đến và giải trình với Chúa về cách chúng ta sống cuộc đời, chúng ta sống trên đất này không thể thoát được. Tất cả chúng ta đều sẽ đối diện với Chúa Giêsu. Nhưng mà để tôi hỏi Hội Thánh câu này,
đó là chúng ta có đang mong chờ Chúa Giêsu trở lại không? Hay là chúng ta có lo sợ nếu mình phải trình diện trước Chúa ngày hôm nay không? Chúng ta có đang có sự vững tin và vững tâm rằng nếu Chúa ngày hiện ra, tôi gặp Chúa ngay trong giờ này, tôi thật sự rất là tự tin? Và đó chính là câu hỏi mà Sứ đồ Giăng đã đặt ra và là thách thức cho hội thánh của Chúa ngày xưa và chúng ta ngày hôm nay, rằng những người có được tình yêu thương trọn vẹn thì sẽ dạn dĩ, thì sẽ vững tâm trong ngày phán xét. Và đây là điều mà Chúa đang muốn nhắc nhở chúng ta, rằng ngày hôm nay chúng ta có thể đến với Chúa và dạn dĩ trước mặt Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta giống Chúa trong tình yêu thương. Là vị quan tòa đang phân xử đó chính là Đấng đã yêu tôi, và tôi giống như Ngài trong tình yêu thương thì không có gì tôi phải lo sợ cả. Tôi giống Ngài lắm. Ngài là cha của tôi, Ngài là cứu Chúa của tôi, Ngài dạy tôi yêu thương và tôi đã sống trong tình yêu thương, Ngài dạy tôi tha thứ và tôi đã bước đi trong sự tha thứ. Không có gì tôi phải lo sợ bởi vì tôi giống như Ngài. Sứ đồ Giăng nói tiếp rằng vì Ngài thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Điều này có nghĩa gì? Tức là Chúa Giêsu Ngài đã bước đi trong thế gian này với đầy sự vững tin nơi tình yêu của Cha Ngài. Và chúng ta biết là Chúa Giêsu làm mọi sự bởi trong mối tương giao mật thiết với Cha Ngài, và Ngài có sự vững tin vào tình yêu của Cha Ngài. Và Ngài chính là khuôn mẫu cho chúng ta ngày hôm nay bước đi trong cuộc đời này vững tin nơi tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng ta yêu Ngài, sống cho Ngài và sống như Ngài để vững tin nơi Ngài. Và Ngài thế nào chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Ngài muốn chúng ta sống với đời sống đầy tự tin, đầy sự vững tâm, đầy sự an tâm, không lo sợ, không nơm nớp mỗi một ngày. Không biết rồi Chúa trở lại tôi sẽ như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta giống Chúa, khi chúng ta là con của Ngài, giống như Cha của chúng ta là Đấng yêu thương, thì chúng ta sẽ vững tin và không hề lo sợ. Chúng ta đừng tập chú quá vào thế gian này và lo cho an toàn, thoải mái của mình. Hãy tập chú vào giá trị mà Chúa muốn theo đuổi, chúng ta theo đuổi. Đó là tình yêu thương. Chúa muốn chúng ta làm điều đó để giống như Ngài. Và giống như Ngài thật sự là rất là tuyệt vời trong đời sống này và cũng như trong cõi đời đời. Câu 18. Sứ đồ Giăng nói rằng không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương. Đây là một câu thánh rất là đặc biệt. Một lời công bố, một sự đoán chắc, một sự đảm bảo dành cho những người tin Chúa là không hề có sợ hãi trong tình yêu thương. Nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Đó là sự đảm bảo tuyệt vời của những người tin nơi Chúa, rằng chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta có tình yêu thương của Ngài thì không có sự sợ hãi nào. Vì tình yêu thương và sự sợ hãi không thể cùng tồn tại trong tấm lòng của chúng ta. Có tình yêu thương thì sẽ không có thể có sự sợ hãi. Vì tình yêu thương loại bỏ hay là tiêu diệt đi sự sợ hãi ở trong tấm lòng của chúng ta. Và thưa hội thánh, tôi nói với hội thánh điều này là một cái đảm bảo rất quý của cơ đốc nhân, bởi vì không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều có được điều này. Thậm chí là tôi nói rằng rất ít người có được sự đảm bảo này. Bởi vì chúng ta biết một điều đó là gì? Sợ hãi là sự kiểm soát của tất cả con người sống trên thế giới này. Sứ đồ Giăng nói tiếp trong phần sau câu 18 rằng vì sợ hãi liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Có nghĩa là gì? Chúng ta biết con người ngày hôm nay bị kiểm soát và điều khiển bởi sự sợ hãi. Sợ hình phạt. Các tôn giáo dạy rằng phải nỗ lực, phải cố gắng làm công đức, phải tu thân tích đức, phải tránh điều này, phải làm điều kia, làm luật phải làm, và cấm không được làm điều không được làm. Nếu không thì sao? Nếu không thì sẽ bị phạt, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả, nếu không sẽ đối diện với luật nhân quả. Và con người ngày hôm nay phải chạy về các tôn giáo, phải nỗ lực để sống, phải làm rất nhiều điều thiện. Vì sao chúng ta biết không? Bởi vì họ đang bị kiểm soát hay là bị thôi thúc bởi sự sợ hãi, sợ bị phạt. Nếu không làm họ sẽ bị phạt. Nếu không làm họ sẽ nhận lấy hậu quả, cho nên họ phải làm điều đó thôi. Nhưng mà cơ đốc nhân, những người nơi Chúa, chúng ta tin Chúa, chúng ta biết rằng không có sự sợ hãi trong tình yêu thương. Chúng ta được thôi thúc bởi tình yêu thương. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa đến nhà thờ thờ phượng Chúa, tôi ao ước rằng chúng ta đến đây buổi sáng hôm nay là vì tình yêu thương, không phải sợ. Chúng ta đến đây vì sao? Vì Chúa yêu tôi. Tôi có cơ hội để gặp Ngài, thờ phượng Ngài. Tình yêu thương là điều thôi thúc, là động lực cho mỗi chúng ta. Tôi yêu Chúa, tôi thờ phượng Chúa, tôi làm chứng, tôi dâng hiến.
Tôi phục vụ người khác, tất cả không phải vì tôi sợ bị Chúa phạt, nhưng vì tôi được Chúa yêu. Và đấy là một điều sẽ đem đến sự thay đổi cho cuộc đời của chúng ta hoàn toàn. Vì tất cả gì chúng ta làm và nỗ lực không phải đến từ sự sợ hãi, thưa hội thánh. Tất cả những gì chúng ta làm là đáp ứng của tình yêu thương, của tấm lòng của chúng ta được Chúa yêu và chúng ta yêu giống như Ngài. Không có sự sợ hãi trong tình yêu thương. Ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Một thước đo nữa để chúng ta có thể xem thử tình yêu thương có đang được trọn vẹn, có đang đạt đến tầm mức trưởng thành trong đời sống của chúng ta không, đó là xem thì chúng ta có sợ không. Chúng ta có đang làm những việc chúng ta đang làm, đọc Kinh Thánh mỗi buổi sáng, cầu nguyện với Chúa, làm chứng, dâng hiến, có phải vì chúng ta sợ Chúa phạt không? Nếu như chúng ta vẫn còn ở trong cái sự đó, thì Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương vẫn chưa được trọn vẹn. Hoặc là tình yêu thương vẫn chưa có trong tấm lòng của chúng ta. Và đó là một điều để khiến chúng ta tra xét tấm lòng, thái độ, động cơ và sự thôi thúc của mỗi chúng ta khi làm những công việc Chúa, khi làm theo mạng lệnh của Ngài. Chúa ơi, con vâng lời Ngài vì con yêu mến Ngài. Và cảm ơn Chúa vì Ngài yêu con để con có thể yêu Ngài và sống cho Ngài. Chúng ta đi qua phần thứ hai. Đó là sự đáp ứng ở trong câu 19 cho đến câu 21. Câu 19, câu Kinh Thánh rất quen thuộc với chúng ta. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Câu này rất quen thuộc, nhưng Kinh Thánh muốn nói điều gì ở đây? Và điều gì có thể đem đến sự thay đổi cho chúng ta khi nói về việc rằng chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước? Đây chính là năng lực yêu thương, đây chính là hành động yêu thương của chúng ta đến từ tình yêu thương của Chúa. Công tác của Chúa làm ở trên đời sống của những người thuộc về Ngài. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Tình yêu của chúng ta là sự đáp ứng. Nó không phải là chúng ta chủ động. Tình yêu thương không đến từ chúng ta, mà đến từ Chúa. Chúng ta thấy trong đoạn 4 câu 7 cho đến câu 21 này, Sứ đồ Giăng nói về tình yêu thương. Và ông nói rất là nhiều đến nhiều khía cạnh. Nhưng mà điều chúng ta chú ý đó là ông nói rằng Chúa đã ban điều đó cho anh em. Chúa ban Đức Thánh Linh cho anh em. Chúa ban cho chúng ta sự xác nhận về việc Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Và bây giờ Ngài bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng ta. Và đây là Chúa dạy chúng ta rằng Ngài yêu chúng ta trước. Ngài yêu chúng ta trước, thưa hội thánh. Không phải chúng ta yêu Ngài trước. Điều này rất quan trọng, cốt yếu mà chúng ta cần phải nhớ lấy cho đời sống của mình. Bởi vì chúng ta phải biết rằng xuất thân của chúng ta, những người ngày hôm nay chúng ta gọi là những người yêu Chúa, tôi là người yêu Chúa, tôi là thuộc về Chúa, chúng ta xuất thân từ đâu? Ngày trước của chúng ta là như thế nào? Phaolô đã nói về ngày trước của chúng ta trong Colossae đoạn 1, 21 rằng còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài ở trong ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Những người mà ngày hôm nay chúng ta nói là ô, tôi là những người yêu mến Chúa, hay là chúng ta thường khích lệ nhau là hỡi những người yêu mến Chúa, chúng ta vốn là thù địch với Chúa, là kẻ chống lại Chúa, là kẻ thù của Chúa. Vốn của chúng ta là như vậy, ngày trước của chúng ta là như vậy, nhưng ngày nay của chúng ta được gọi là những người yêu mến Chúa. Vì phải vì chúng ta rất là giỏi, vì chúng ta rất là khôn ngoan để chúng ta thay đổi đời sống của mình không? Dạ thưa không, không có phần nào của chúng ta trong đó cả. Tất cả là phần Chúa đã làm ở chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Những gì chúng ta là ngày hôm nay, yêu Chúa và sống cho Chúa, yêu người khác, đó là sự đáp ứng của tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta. Và thưa hội thánh, tôi khích lệ hội thánh ghi nhớ điều này, nắm giữ lẽ thật này. Hãy để tình yêu của Chúa đổ đầy vào chúng ta. Hãy nhớ nguồn yêu thương vô tận đến từ Chúa chứ không đến từ anh chị em. Hãy đến để nhận lãnh tình yêu thương đó. Hãy đến để nhận lãnh. Hãy nhớ điều này. Và chúng ta dễ quên điều này lắm. Và chúng ta nghĩ rằng mình có thể nỗ lực để yêu Chúa, để yêu người khác được. Không bao giờ chúng ta làm được. Bởi vì xuất phát của chúng ta là những kẻ thù nghịch với Ngài. Tâm tính của chúng ta là thù ghét. Tấm lòng của chúng ta đầy sự thù hận. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì tội lỗi đã kiểm soát cuộc đời của chúng ta. Nhưng là những người ở trong Chúa và chỉ ở trong Chúa thì nguồn yêu thương của Ngài mới tuôn đổ vào lòng chúng ta. Tình yêu thương đến với chúng ta chứ không đến từ chúng ta.
Đừng bao giờ tưởng rằng mình có thể yêu thương được. Đừng bao giờ tưởng rằng ai người đó không làm được, chứ tôi là tôi yêu thương được, tôi tha thứ được. Đừng kiêu ngạo để nghĩ rằng mình có thể làm được. Hạ mình, nhận biết thực trạng của mình, ăn năn và nhờ cậy nơi Chúa. Bởi vì sao? Vì Ngài yêu chúng ta trước. Ngài yêu chúng ta trước, sống yêu thương nhờ đấng yêu thương chúng ta trước. Spurgeon, một sư Spurgeon đã nói rằng chúng ta không nên cố gắng làm cho mình yêu mến Chúa. Rất là sốc đúng không? Chúng ta không cố gắng làm cho mình yêu mến Chúa, nhưng trước hết hãy nhìn vào tình yêu của đấng Christ. Vì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta sẽ sản sinh ra trong chúng ta tình yêu dành cho Ngài. Tôi biết rằng một số người rất đau buồn vì không thể yêu mến đấng Christ nhiều như bạn muốn. Có phải là chúng ta không? Tôi biết rằng một số người rất đau buồn vì không thể yêu mến đấng Christ nhiều như bạn muốn, và bạn sẽ tiếp tục phiền muộn vì điều này. Bây giờ hãy quên tình yêu của riêng bạn dành cho Ngài. Hãy nghĩ đến tình yêu lớn lao của Ngài dành cho bạn, và ngay sau đó tình yêu trong bạn sẽ đạt đến chỗ bạn mong muốn. Hãy ngồi xuống, hãy đón nhận, hãy hướng về Ngài, hãy nhìn lên Chúa Giêsu và nhận lấy tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Hãy thôi nỗ lực để yêu thương bằng sức riêng. Hãy yêu thương bằng sức thiện. Hãy yêu thương bằng nguồn yêu thương vô tận của Ngài đổ xuống trong tâm linh của chúng ta. Chúa ơi, cuộc đời con đã nỗ lực rất nhiều để sống yêu thương. Chúa ơi, con muốn yêu Chúa nhiều hơn. Chúa ơi, con muốn yêu anh em nhiều hơn, nhưng con không làm được. Xứng nhận sự thất bại của chúng ta, xứng nhận sự yếu kém của đời sống chúng ta. Đó là khởi điểm để chúng ta khơi nguồn tình yêu của Ngài đổ xuống trên chúng ta. Ngài không thể ban cho chúng ta nguồn yêu thương của Ngài nếu chúng ta vẫn còn cố gắng nắm giữ điều chúng ta đang muốn nắm giữ và nỗ lực điều chúng ta đang muốn nỗ lực trong sức của mình. Sáng nay tôi kêu gọi hội thánh của Chúa, tất cả chúng ta chạy đến với Ngài. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin đổ nguồn yêu thương của Ngài tràn đầy trên chính con, trên gia đình của con và trên hội thánh của con, để con có thể yêu thương như cách mà Ngài đã yêu thương, để con nhận lấy nguồn yêu thương vô tận từ nơi Ngài. Có 20 sứ đồ Giăng nói rằng: nếu có ai nói tôi yêu thương Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì Ngài là kẻ nói dối. Ông nói về sự chân thật của tình yêu thương. Nếu có ai nói, nếu chúng ta nói, nếu bạn nói rằng mình yêu Chúa thì đương nhiên chúng ta phải yêu thương anh em. Ghét anh em mình là kẻ nói dối. Và Giăng đề cập nhiều đến kẻ nói dối này trong sách của mình. Kẻ nói dối là khi mình nói rằng mình không phạm tội. Kẻ nói dối là Giăng nói là khi mình nói là biết Ngài nhưng mà là không làm theo lời của Chúa. Kẻ nói dối là kẻ không thừa nhận Chúa Giêsu dù nói rằng mình thuộc về Ngài. Và kẻ nói dối là kẻ không tin lời Đức Chúa Trời về Chúa Giêsu. Và có những kẻ nói dối đó ở trong vòng những người thuộc về Ngài. Hy vọng không có những kẻ nói dối ở trong đời sống của mỗi chúng ta ngày hôm nay là những người sống yêu thương, yêu Chúa và yêu thương anh em mình. Vì Giăng nói tiếp như thế này: vì người nào không yêu thương anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mà mình không thấy. Hai điều này nó đang xen với nhau, nó là một với nhau. Rằng một người yêu Chúa thì người đó phải yêu thương anh em mình. Bởi vì Giăng lập luận rằng một người không thể nào yêu Đức Chúa Trời mình không thấy, trong khi anh em là người đang sống, gọi là, nói một cách bình dân là sống sờ sờ quanh mình, không yêu được. Đúng không? Không thể nào có việc đó được. Một người nói rằng tôi yêu Chúa thì đương nhiên người đó phải yêu thương những người đang sống chung quanh chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa đặt để những người đó chung quanh chúng ta, và Chúa gọi họ là gì của chúng ta biết không? Người lân cận của chúng ta. Và Chúa nói rằng hãy yêu người lân cận như mình. Và có những người lân cận không dễ yêu. Có những người lân cận rất là đáng ghét. Tôi không nói về gia đình của anh chị em. Có những người lân cận mà Kinh Thánh nói rằng đó là những kẻ thù của chúng ta. Và Chúa nói rằng hãy yêu những kẻ thù nghịch của anh em. Và tha thứ cho họ, cầu nguyện cho. Và đây là sự chân thật của tình yêu thương. Và chúng ta đến chỗ này chúng ta thấy một điều rất là khó để làm. Có 21, chúng ta đã nhận nơi Ngài điều này. Ai yêu thương Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình. Ồ, khó quá chú ơi. Làm theo điều của Ngài trở nên khó quá. Ước gì con không nghe điều này, chứ con nghe điều này con khó làm quá. Và thật sự tôi cũng nói với Hội Thánh rằng đối với tôi, đối với tất cả chúng ta đều khó. Khó lắm để nói yêu thương, để sống yêu thương. Nói thì dễ, sống thì cực kỳ khó.
Vừa rồi trong chương trình Cây Ăn Cầu Nguyện của Hội Thánh, chúng ta được nghe mục sư Lê Minh Phương đến để nói về một vụ cai nghiện. Và tôi nghe mục sư nói mà tôi rùng mình, có những lúc mục sư phải chạy đến để cầm con dao của những người cai nghiện mà họ muốn cắt cái mạch máu của mình. Và những lúc như vậy mục sư Phương phải bị cắt vào tay và chảy máu không biết bao nhiêu lần. Và tôi nghĩ nếu mà tôi được Chúa giao cho một vụ đó thì sao? Không làm được. Có những lúc chúng ta phải xác nhận và chúng ta cùng với nhau nhìn thấy rằng điều này quá khó. Có những việc mà chúng ta nghĩ rằng yêu thương một người thật sự là một điều không thể làm được. Bởi vì sao? Bởi vì không phải tất cả mọi người đều đáng yêu. Chúng ta yêu những người đáng yêu thì dễ lắm. Chúng ta yêu những người không đáng yêu thì khó vô cùng. Không làm được. Chúng ta phải nhận biết được thực trạng không làm được của chúng ta. Hội thánh đầu tiên là khuôn mẫu của hội thánh yêu thương. Và tôi đọc cho hội thánh nghe những gì hội thánh đầu tiên làm mà chúng ta có thể mong ước là mình sẽ làm. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 2. Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy các sứ đồ. Mỗi thông công với anh em lễ bài bánh và cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện qua các sứ đồ. Tất cả tín hữu đều hiệp nhau lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Của chung hết, bán tài sản làm của chung hết. Họ bán hết tài sản của cải mình mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Ồ, cái xã hội nào mà như thế này thì là đối với con người là xã hội không tưởng. Ngày nào cũng chuyên tâm đến đền thờ. Và từ nhà này đến nhà khác họ bẻ bánh dùng bữa với nhau cách vui vẻ và chân thành ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Và mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. Hội thánh yêu thương và hiệp nhất trọn vẹn. Hội thánh đầu tiên đã làm được điều đó. Và tôi hỏi hội thánh là vì sao họ làm được? Đó không phải là một lý thuyết, là một triết lý vượt trội để mà họ làm. Đó không phải là hình mẫu tối ưu mà họ nghĩ ra trong xã hội cần phải làm. Nhưng đó là vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ở với họ, đầy dạy trong họ. Đó là vì Chúa Giê-xu đã sống lại và hiện hữu trong đời sống của họ. Đó là vì họ nhận biết rằng họ không làm được bằng sức của mình. Họ nương cậy nơi sức của Chúa. Đó là năng quyền của Đấng ở trong họ để giúp cho họ yêu thương thật sự. Đó là Đấng yêu thương đến với chúng ta và giúp chúng ta trong sổ chúng ta bế tắc và không làm được của mình. Chúa ơi, con không làm được, con không yêu thương nổi, con không chấp nhận, con không tha thứ được. Chúng ta nhận biết thực trạng của mình, đến với giải pháp của Chúa. Bởi vì sao? Vì Ngài yêu chúng ta trước, đừng dại dột để nỗ lực yêu thương bằng tình yêu của riêng chúng ta. Sống yêu thương nhờ Đấng yêu chúng ta trước. Ngài yêu chúng ta trước, thưa Hội Thánh. Hãy ghi nhớ điều đó. Ngài yêu tôi trước, Ngài yêu quý bạn chị em trước. Và Ngài có một nguồn yêu thương vô tận tuôn chảy vào trong đời sống của chúng ta là tình yêu thiên thượng, không phải là tình yêu của con người. Và việc chúng ta là ngồi xuống và lắng nghe là chờ đợi. Chúa ơi, Ngài yêu con và Ngài đã chết thế cho con. Ngài đã cứu con, Ngài kêu gọi con, Ngài tha thứ cho con. Ngài đem con vào mối tương giao với Ngài. Và ngồi xuống để lắng nghe, để nhìn lên Chúa, để nhận lãnh nguồn yêu thương của Ngài là hành động khôn ngoan để có thể nhận lấy được bí quyết của đời sống yêu thương thật sự, của tình yêu thiên thượng mà Chúa muốn cho chúng ta. Hãy đến với Ngài, thưa Hội Thánh. Nếu chúng ta nói rằng Hội Thánh của chúng ta muốn là Hội Thánh yêu thương nhiều hơn, hãy đến với Ngài nếu quý ông bà anh chị em là những người nói rằng Chúa ơi, đời sống của con, tình yêu của con dành cho Chúa trở nên rất là cằn cõi và con quá mệt nhọc với cách mà con yêu Ngài. Hay là hãy đến với Ngài nếu chúng ta nhìn thấy thực trạng rằng Chúa ơi, có những người con không thể tha thứ được, con không chấp nhận được, thậm chí ngay trong hội thánh, ngay trong nhóm nhỏ, thậm chí ngay trong gia đình của chúng ta. Hãy đến với Chúa để nói rằng Chúa ơi, con đây xin đón nhận, xin nhận lấy nguồn yêu thương mà Ngài dành cho con. Con muốn sống yêu thương vì con biết rằng Ngài đã yêu thương con trước. Con đáp ơn lấy tình yêu của Ngài. Con nhận lãnh lấy tình yêu thương của Ngài. Để con không yêu thương bằng sức riêng, bằng tình yêu con người, con yêu thương bằng tình yêu thiên thượng của Ngài. Sống yêu thương như Đấng yêu thương chúng ta trước.